Đây. Đang quay phim rồi. Ở đây người ta vô đây kể là cái sister làm giày gỗ như thế nào. Ngày xưa người ta không có tiền, nhà nghèo quá, không có tiền mua giày vải đi cho nó êm, cho nên là lấy cái miếng gỗ khoét ra nó để chung vô đi. Ê, cái này mình coi YouTube nó nói, Google nó nói thiệt nha, không phải chế gùa nha. Đây nó có đầy chữ nè. Vô đây là coi nè. Gì con? Museum nè. Workshop. Vô nó cho mình coi người thợ nó làm gì gỗ như thế nào. Ô, nó trang trí bên ngoài nè, nhìn đẹp không? Trang trí làm deco nè, giày gỗ đó. Nó làm giống như cái hanshin đó, phải lấy thấy không? Đó, dễ thương lắm. Rồi còn không thì nó để nó trồng plum mình vô nè. Đó, dễ thương chưa? Ừ, dễ thương đó, đi đi, chung vô đi. Bây giờ mình đi vô cái xưởng làm giày gỗ của Hòa Lan nha. Đây, là đang làm luôn. Đây ngày xưa này. U, cái giày gỗ ngày xưa mà cũng đẹp quá hả nè. Nó khắc chạm chỗ đẹp quá trời luôn nè. Chắc là làm cho vua chúa gì xong nó đẹp quá nè. Nó khắc rồi nó sơn lên nữa. Khắc mà sơn lên nữa nhiều kiểu lắm nha, nhiều mua đen lắm nha. Cái xưởng này nó có từ 300 năm trước rồi nè. Nè, đôi giày nè. Nó nhiều kiểu lắm nha, giống như vuốt gỗ Việt Nam nha. Đủ màu kiểu hoa văn. Nhiều ghê luôn đó nha. À, cái này giống cái guốc gỗ Việt Nam nè. Ui, nó giống cái guốc gỗ Việt Nam mình nè. À, đó, thấy chưa? Giống guốc gỗ Việt Nam. Ồ, nó có hoa văn nè. Trời, có đôi giày gỗ, guốc gỗ mà làm giống như cái đàn luôn nè. Đây giống như cái hình cái ngón chân của người ta luôn nè, thấy không? Đây ngón chân luôn nè. Ở trên là cái hầm răng. À, rồi đôi giày tuyết nè, chắc để chống chuột nè, nó có cái đôi giày trượt tuyết nó có cái ở dưới. Đó là cái cây gỗ. Wow, đôi giày giống như đôi giày thủy tinh của cô bé là Lan. Đó chưa, đôi giày thủy tinh của cô bé là Lan. Nó giống như cái guốc gỗ mà nó để cái gia đình này là truyền thống là guốc gỗ từ mấy trăm năm để lại nè. À, đầu tiên nó có cái form nha, nó có cái khuôn nè, nó có cái khuôn nè, đó, thấy chưa? Mà sao cái chân ai mà to như vô gì cái gì không hiểu luôn. Đó, cái khuôn rồi nó mới cào cào gỗ nè, đó rồi nó mới làm ra. Đây. Nó bán cái bông gỗ. Nó bán mấy cái bông gỗ luôn. Đây ngày xưa người ta giữ lại hết nè, từ thời xưa tới giờ luôn đó. Hay á, cái sister luôn, nó là một cái sister là history tiếng Việt gọi là giống như một cái lịch sử quá trình làm. Rồi sao nó làm mấy cái bông gỗ nó bán luôn. Đây là những máy móc để làm ngày xưa nè, từ 300 năm trước nè. Ôi quá nhiều luôn nè, ở đây người ta có bán luôn đó. Muốn mua là về làm kỷ niệm souvenir thì là mua luôn nè, thấy không? Quá trời luôn. Đây của con nít. Đây là giày gỗ của con nít. Đủ màu sắc, hoa văn. Yeah.
ốc mà con chuồn căng. À cái này làm spa giờ luôn nè Philip. Có mà để tiền vô đây nè, nó có lỗ để tiền nè. Spa giờ luôn. Dễ thương nha. Bao nhiêu tiền? Thì con có tiền thì con mua đi. Cái này 30 hả? Thôi đi. Mình không nhìn thấy giá tiền ở đâu hết. Nó chỉ nói nó chỉ nói chai xí ơi mắc quá. Mắc quá hả? Phải lấy không mua hả? Dạ. Ok vậy thôi mình đi chỗ khác mình coi nha. Mà cái chai hàng nó mắc lắm. Ừ. Chị bao mua hả? Không. Ừ. Mà cái chai nó mắc không? Dạ. Thank you.